Vâng, xin kính chào tất cả các bác, anh chị em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay nhà em lại về thêm mẫu xe mới Gentra của Daewoo, sản xuất 2008. Một mẫu xe sedan hai đầu rất là sang trọng các bác nhé, sang trọng rộng rãi. Đấy, biển Hà Nội. Đấy, bác nào ở Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh là mua về là không phải mất thêm tiền biển nhé. Đấy, sau đây em sẽ mời các bác tham quan toàn bộ xe. Xe cũng đã được tỉa toát lại, sơn nhìn cũng rất là sạch sẽ nhé, gọn gàng các bác nhé. Đấy, form dáng thì còn nguyên. Form dáng còn nguyên từ đầu đến cuối. Đấy, sơn si thì sạch sẽ rồi. Mùa đông giá rét đến nơi rồi. Hôm nay ở miền Bắc là gió mùa đã bắt đầu là tăng cường rồi. Đấy. Tầm này các bác sắm cho mình một chiếc xe là quá hợp lý để đi lại mùa đông giá rét ở ngoài miền Bắc này và chuẩn bị đón xuân năm nay nhé. Đấy, các bác du xuân. Nhà em thì đang xả hàng cuối năm cho nên giá rẻ giật mình luôn bác nhá. Xe này với giá chỉ có 135 triệu các bác nhá. 135 triệu. Đấy, các bác đã có một mẫu xe sedan hai đầu. Nội thất xe này thì cũng rất là rộng. Máy thì là tiết kiệm nhiên liệu. Đi thì bốc máy, máy êm, chạy khỏe, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, các bác xem. Đấy, biển Hà Nội. Đấy, các bác còn chần chừ gì nữa. Đấy, một chiếc xe sedan rất là đẹp, sang trọng, hai đầu. Các bác đi sẽ không còn mưa nắng, sẽ không còn giá rét. Và đặc biệt là xe này là không khoan đục taxi bác nhá. Đấy, xe không khoan đục taxi. Nên các bác kể cả là mua về có đi làm dịch vụ vẫn cứ là ok nhá. Hai cụm đèn pha là theo xe còn nguyên bản nhá, rất là sáng bóng nha bác nhá. Đấy, cụm đèn pha rất là sáng bóng. Đèn pha nguyên bản nó sáng bóng thì mình đi trời tối nó rất là sáng chứ nó không sợ nó tối trời. Hai cụm đèn pha vẫn còn theo xe từ đầu. Chứng tỏ là xe này chưa bao giờ đâm đụng. Đấy. Giờ mời các bác vào tham quan nội thất nhé. Đấy, nội thất của xe này là được điểm vân gỗ rất là đẹp mắt bác nhé. Các lẫy mở cửa thì mạ chrome. Đấy. Điểm theo chỉ vân gỗ. Sáng bóng rất là đẹp bác nhé. Và đã được độ màn hình các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nội thất thì ghế da màu kem rất là sáng đẹp. Nội thất rất là sạch sẽ các bác nhé. Đấy, dòng này là cái ghế đằng sau nó có cái độ nghiêng ngồi rất là thoải mái bác nhé. Độ nghiêng ngả của ghế là ngồi rất là thoải mái người ngồi đằng sau nhé. Đấy, nội thất còn rất là sạch bác nhé. Đấy, giờ em mời các bác xem về phần máy này. Đấy, đè chỉ nhẹ đè cái lỏ nha. Đấy.
máy nổ rất là êm máy bác nhá. Đấy, tiếng máy rất là tròn. Máy khô ráo bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, nổ rất là giòn, không rung giật. Đấy. Các bác còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay gọi điện thoại cho em để sở hữu chiếc xe này với giá rẻ giật mình, giá chỉ có 135 triệu thôi. Các bác hãy mau chóng gọi điện cho em theo số 0787 585 336 để sở hữu chiếc xe này bác nhé. Giá rất là ok, xe cũng rất là mượt mà, và là chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Máy nổ rất là tròn tiếng và chắc chắc máy bác nhé, không rung nhé. Nếu bác nào mà xem video clip của em lần đầu thì hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ em ấy nhé, ủng hộ em. Và các bác ủng hộ em thì hàng ngày nhà em về mẫu xe nào thì em quay lên thì nó sẽ có báo chuông để các bác theo dõi, tìm hiểu thêm về giá cả cũng như mẫu mã các xe hàng ngày về nhà cửa hàng nhà em bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip của em. Và xe này các bác ok thì tham quan xem xe tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bác nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại.